Bài thơ Tay Ngoan, tác giả Võ Thị Như Trên. Tay thò tay thụt, tay thụt tay thò, tay múa xòe hoa, đẹp xinh mười ngón. Tay ngoan vòng đón, khách đến thăm nhà, tay biết xòe ra, ú a cùng bạn. Tay ngoan buổi sáng, chải răng trắng tinh, tay biết xếp hình, viết bài làm toán. Tay ngoan sạch đẹp, tự biết chăm lo, tay thụt tay thò, tay thò tay thụt. Tác giả Võ Thị Như Trên. Trong bài thơ Tay Ngoan, đôi bàn tay đã làm những việc gì? Thưa cô, tay biết múa xòe hoa, tay chào đón khách đến thăm nhà, tay biết chơi ú a cùng bạn. Ngoài ra, vào buổi sáng, đôi bàn tay còn giúp các con làm nhiều việc như chải răng, chơi xếp hình, viết bài và làm toán. Đôi bàn tay giúp các con làm được nhiều việc, vì thế con nhớ giữ gìn đôi bàn tay mình sạch đẹp. Tay thò tay thụt, tay thụt tay thò, tay múa xòe hoa, đẹp xinh mười ngón. Tay ngoan vòng đón, khách đến thăm nhà, tay biết xòe ra, ú a cùng bạn. Tay ngoan buổi sáng, chải răng trắng tinh, tay biết xếp hình, viết bài làm toán. Tay ngoan sạch đẹp, tự biết chăm lo, tay thụt tay thò, tay thò tay thụt. Tác giả Võ Thị Như Trên. Trong bài thơ Tay Ngoan, đôi bàn tay đã làm những việc gì? Thưa cô, tay biết múa xòe hoa, tay chào đón khách đến thăm nhà, tay biết chơi ú a cùng bạn. Ngoài ra, vào buổi sáng, đôi bàn tay còn giúp các con làm nhiều việc như chải răng, chơi xếp hình, viết bài và làm toán. Đôi bàn tay giúp các con làm được nhiều việc, vì thế con nhớ giữ gìn đôi bàn tay mình sạch đẹp. Bài thơ đến đây là kết thúc. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh để luôn nhận được những video mới nhất hàng tuần.